Xin chào ạ. Dạ, chúng con kính lễ sư ạ. Sư mở mic lên Rồi, thì à? bắt đầu được chưa ạ? Dạ, chúng con xin thỉnh sư ạ. Dạ. Cái gì phải báo chứ tôi đâu biết. Chứ tôi đề ba cái gì chờ chút chờ chút. Ok. Sáng hôm nay chúng ta học về cùng một lúc hai cái về hai vấn đề trong tạng kinh và tạng luật. Đại cứ pháp là gì? Cái tiếng Pali gọi là Mahapadisa. Mahapadisa đây mình hiểu là cái nền tảng, hay là cái cơ sở, hay là cái mấu chốt, hay là cái khuôn thước để mà mình y cứ vào đó mà mình xác định đâu là lời Phật. Thứ hai nữa là xác định phương hướng hành động, cái gì nên và không nên, vừa tặng kinh vừa tặng luật. Trước hết chúng ta nói về bốn cái cơ sở y cứ đối chiếu ở trong kinh tạng trước, trước khi Đức Phật tịnh không bao lâu. Trước khi Đức Phật tịnh không bao lâu thì có hai cơ hội để Đức Phật nhắc đến cái gọi là cơ sở xác định Phật pháp. Cái trường hợp một là cái lần đó bà Gautami, tức là bà dì ruột của ngài đấy, đến bạch hỏi ngài là hàng hậu học, sau này khi Thế Tôn không còn nữa thì họ y cứ vào đâu để họ xác định, xác tính được đó là lời dạy của Thế Tôn. Thì ngài đưa ra 8 điều gọi là bác đoán Phật pháp ấy. Cái đường hướng tu học nào mà càng đi theo thì càng trở nên tinh tấn, càng đi theo thì càng muốn sống một mình, chán sợ đám đông, càng đi theo càng trở nên gọi là dễ nuôi phải dễ vui, càng đi theo thì càng trở nên gọi là an lạc. Thì đó là cái đường hướng đúng, đúng không? À, đúng là Phật dạy đó. Còn cái con đường nào mà mình càng đi theo mà mình càng tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, ái mạn kiến nghi nhiều thì đó là sai, đó là tà đạo, là tà pháp, không phải là lời dạy của Bổn Sư. Đó là một. Nhưng mà cái đó là bác đoán Phật pháp chứ không phải là đại cứu pháp. Đại cứu pháp là trước khi ngài tịch đấy, để khi ngài tịch thì ngài có dạy như thế này, tức là về sau này khi ngài không còn nữa đó thì trong tứ chúng ấy, sẽ có người họ xác nhận rằng ngày xưa họ từng nghe Thế Tôn dạy thế này, hoặc là sau khi Thế Tôn tập ấy, thì người ta sẽ nói rằng họ từng nghe một cái cá nhân hay là một tập thể tăng chúng, hay là một nhóm trưởng lão tiếng tâm mà dạy như vậy như vậy như vậy. Thì nói bốn, thực ra chỉ có hai thôi, tức là cá nhân hay đoàn thể, ha, gom bốn còn hai thôi. Thì bà con coi chánh kinh mà con biết bốn nhưng mà gom có hai, tức là đừng có vinh vào một cá nhân, dù cái cá nhân đó là Thế Tôn, dầu là Thế Tôn, mình vinh vào cái người đó, mình nói tôi từng nghe ngài dạy như vậy đó, hoặc là khi không không có ngài thì mình nói là tôi từng nghe một sư phụ nào đó nói như vậy đó, hoặc là mình nói là có một nhóm cá nhân hoặc một cái tăng đoàn, tăng hội, tăng chúng nào đó đã nói như vậy đó. Thì ngài dạy rằng những cái trường hợp như vậy đó thì mình chớ vội tin mà cũng chớ vội bác, mà phải đem đối chiếu với kinh, so sánh với luật, xem coi cái điều đó có tương ứng với kinh, có tương đồng với luật hay không thì mình mới tính. Hơn ngày hôm nay đa phần chúng ta là bị cái trường hợp đó, bị cái trường hợp đó có nghĩa là bị cuốn hút, bị hấp dẫn, bị tác động bởi cái uy tín của một cá nhân hay là của một cái tập thể, của một cái truyền thống nào đó, rồi thì là bất kể, gọi là thích mà thích bất chấp,
Không có mang cái kinh điển, không có làm cái chuyện so sánh đối chiếu, mà chỉ cần nói cái đó là của Pa Ao, của truyền thống Pa Ao là đúng rồi, cái đó của làng Mai là đúng rồi, cái đó của dòng thiền Trúc Lâm nói là đương nhiên phải đúng rồi. Đấy, cái đó là do một cái tập thể chư tăng bên Úc, bên Nhật, bên Pháp nói là phải đúng, cái đó là của chư tăng Miến Điện nói là phải đúng, không được. Tôi bữa nay cho phép tôi nói tất tần tật những cái chuyện mà tôi đã viết ở trong cái quyển gọi là chuyện phím thầy tu tập 2. Nhưng bữa nay tôi rút một ít rồi tôi nói. Đó là hôm nay có những cái vị tăng mà mình cho là họ có đủ thẩm quyền để tuyên bố về giáo pháp. Nhé. Kể cả đó là một cái vị gọi là tinh thâm kinh điển, không? Thạc học, thạc đức. Đời tư sạch như pha lê, kiến thức cao vời như trời như đất à. Nhưng mà có những điều họ nói mình phải xét lại. Thí dụ như, cho tôi nói hết do một cái cảm hứng nhất thời nào đó, hay là do một cái tác động đệ tử nào đó, mà có những vị đột nhiên có một giai đoạn dài tán thán cái chuyện đeo chuỗi à, dạy người ta niệm Phật một cách là xài chuỗi nha, thì cái này không có trong kinh điển và rất là vô lý. Đã không có trong kinh mà mình thấy cũng vô lý nữa, bởi vì tâm trí nào mà lần chuỗi, rồi tâm trí nào mà niệm Phật. Và cái chuyện niệm Phật cái này chưa hết đã bị hiểu sai rồi. Niệm Phật là suy niệm về ân đức, đức lành của Thế Tôn, chứ không phải là tập trung vào cái chữ Buddha, Arahant, không phải. Khi mà mình tập trung như vậy đó, thì tâm trí nào mà tập trung vào cái hồng danh của Ngài, và tâm trí nào để lần chuỗi, mới cái tập trung thôi đó nha. Chứ còn nếu mà suy niệm về đức lành của Ngài thì tâm trí nào mà suy niệm và tâm trí nào mà lần chuỗi, nó đã sai từ cái căn bản rồi. Có nghĩa là dầu chỉ tập trung vào cái hồng danh thôi thì tâm trí nào nếu mà lần chuỗi, nhất tâm nhị dụng như Châu Quá Thông à. Còn nếu mà niệm bằng cách suy niệm á, thế nào là Thế Tôn, thế nào La Hán, thế nào là Chánh Đẳng Giác Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Siêu Phật Thế Tôn, thì nếu mà niệm bằng cách suy niệm ấy, theo trong thanh định đạo ấy, thì tâm trí nào mà lần chuỗi ấy, vậy mà có một giai đoạn không ngắn, không hề ngắn, cái chuyện lần chuỗi đã được giới năm tông chính thức là tuyên truyền, khích lệ, ủng hộ, kêu gọi đấy. Là mình phải xét lại nha. Chuyện thứ hai, có những cái chuyện mà cấm đầu cấm cổ tin, ví dụ như là quả báo Cát Thiên Đát nói rằng dầu cúng dường chư tăng đông bao nhiêu, lễ phẩm chất đầy từ dưới cõi người lên tới cõi phẩm thiên cao nhất đấy, thì công đức vẫn không bằng cái lễ Cát Chi Na. Trong khi một cái người biết giáo lý căn bản sẽ thấy thế này, cái gọi là công đức lớn ấy, nó đến từ bao nhiêu điều kiện. Một là cái đối tượng là ai, đối tượng nó phải là cá nhân đức độ hoặc là đối tượng tập thể đông đúc, thì cái đó mới gọi là đối tượng lớn, đem lại công đức lớn. Thứ hai, tâm trạng của thí chủ đấy, tâm trạng phải là sao ta, phải thuần tính, thuần cố, trong sạch, không có bị là ám ảnh bởi cầu danh, cầu lợi, cầu tình đấy, không có khoe mẽ xịn sò chỉnh chọe, chỉ nhất tâm hộ pháp, nhất tâm là bi mẫn muốn giúp cho cái người nhận họ có được một cái sự hỗ trợ về vật chất. Thí chủ phải như vậy, phải trong sạch như vậy đó. Như vậy thứ nhất là đối tượng thì ok, đối tượng phải là cá nhân đức độ, hoặc là nếu là còn không, nếu mà không được cá nhân đức độ thì phải được một tập thể đông đúc, bày hay cũng được, miễn là nó đông nữa nó vẫn là công đức lớn. Thứ hai là tâm trạng thí chủ. Thứ ba là cái phẩm chất của lễ vật. Cái phẩm chất này không phải là giá trị thị trường là 5 triệu 8 tỷ không phải, mà là nó là một cái thứ, là những thứ vật chất có được bằng cái con đường sạch sẽ chánh mạng. Nha, sạch sẽ và chánh mạng thì mới, chứ mà đi ăn cướp về mình cúng là không được, không đi gạt gẫm lừa đảo là không được, đi sát sanh trộm cắp mà đem về làm được, cái đó lễ phẩm không sạch. Lễ phẩm phải sạch, lễ phẩm phải đổi bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng con đường chánh mạng. Đấy, như vậy thì sơ sơ là mình thấy là đối tượng, rồi cái gì nữa, cái gì nữa, rồi thí chủ, rồi cái gì nữa, rồi lễ phẩm, rồi cái thứ tư đó là thời điểm. Thời điểm tức là lúc người ta đang đói, lúc người ta đang rách, lúc người ta đang bệnh,
Đấy, lúc người ta cần đi xa mình hỗ trợ phương tiện, lúc người ta đang bệnh mình hỗ trợ thuốc men, lúc người ta đang đói mình cho người ta ăn, mình đang khát mình cho người ta uống, người ta đang lạnh người ta đang rách mình cho y phục chăn mền. Đấy, thì xem cái thứ tư là thời điểm này, thì cộng hết mấy cái này lại thì công đức mới là vô lượng. Chứ còn cái chuyện mà nói cá thi đá thì chưa chắc. Thí dụ như bây giờ mấy vị đó họ họ thứ nhất đó có phải là những vị tỳ kheo trong sạch hay không, trong 3 tháng họ có chuyên tâm tu và học hay không, rồi tiếp theo họ đang bị rách rưới hay không, hay là cứ canh vừa hết hạ là nhào vô là mình kêu là cách thi đá. Thì cái đó tôi xin chịu trách nhiệm rằng thì là cái chỗ này nói rằng đó là công đức lớn, thì công đức lớn chỗ nào không? Đó. Vậy nó có một thời không ngắn, một thời gian không ngắn, đa phần phần tử là tin gì đó. Chuyện thứ ba, làm sao mà chúng ta tin được có một cái chỗ ghi như thế này, mỗi vị Phật ra đời là phải tế độ cái số lượng chúng sanh là từ 24 A tăng kỳ trở lên. A tăng kỳ này phải là thời gian mà là con số. A tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140. Tức là một số 1, 140 số 0 gọi là một A tăng kỳ. Mà mỗi vị Phật ra đời phải độ trên 24 A tăng kỳ như vậy. Thì tôi hỏi có nghe nó kỳ không? Thí dụ như mình thấy cái này, chúng sanh đắc đạo nó không phải là sản phẩm vật chất vô tri. Sản phẩm vật chất vô tri, thí dụ như cái công ty hãng xưởng nào đó họ ra cái chỉ tiêu là quý đầu năm của năm 23 là phải ra 3.000 chiếc xe đạp, quý thứ hai là phải 5.000. Cái chuyện đó nó nằm trong kiểm soát của mình, hoàn toàn miễn là có nguyên liệu vật liệu, có tài liệu sản xuất, có tư liệu sản xuất, có nhân công, có phương tiện kỹ thuật là mình hoàn toàn có thể làm chủ được cái số lượng xe đạp. Hoặc là bây giờ mình muốn sản xuất cá tra, muốn sản xuất lúa gạo, mình hoàn toàn kiểm soát rồi, bởi vì nó là vật vô tri. Nhưng mà chúng sanh thì sao? Làm sao mà đưa ra một con số là mỗi vị Phật là phải độ trên 24 A tăng kỳ chúng sanh là sao? Chúng sanh đó không phải là vật vô tri, đâu phải là lúc nào cũng có sẵn cái số lượng đó cho mình độ đâu. Đấy, cái số lượng mà chúng sanh được Phật Thích Ca độ cho chứng thánh chắc chắn là không giống như Phật Di Lạc. Mà Phật Di Lạc cái số ngày độ đâu có giống Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp đâu giống Phật Câu Na Hà Mâu Ni, rồi Phật Cù Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Tỳ Bà Thi, đâu có giống được, không thể nào giống được. Đấy, mà chúng sanh nó phải là vật vô tri thì ở đâu mà ra con số 24 này, cũng mấy cha đời sau mình không. Vậy mà cũng có không của khối kẻ ung ung mà tin cái chuyện đó. Rồi, chuyện thứ tư, chuyện này mà các vị tin được nè, chuyện này mà tin được nè, có là tự nhiên thời gian sau này nó tung lên trên mạng ấy, là có một cái bài Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Đại Hộ Kinh Mahabharata, là tán thán về cái nội dung ấy, là nói về 18 cái bất cộng pháp, tức là 18 cái pháp đặc biệt của chư Phật chánh đẳng giác. Mà 18 pháp này bà con vào ở trong cái bộ Bát Xâm Đa Mắt Ca Tam Tạng cuốn 31 có nói là 18 pháp đặc biệt của chư Phật. Đấy. Mà mình nói rằng 18 pháp đó thì ok, nhưng mà mình lấy 18 nó ra mình làm thành một cái bài kinh mình tụng. Rồi mình nói đó là Đại Thượng Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Đại Đẳng Đẳng Chú, Vô Thượng Đẳng Chú, thì nghe nó hơi cậy. Rồi xong rồi cuối cái bài kinh nó quất cho thêm mấy câu, ví dụ như có mấy câu thần chú cha lù ma cha lù lít, rồi cha lít ti ma cha lít ti bút ghi ma bút ghi xăm bát ti ma xăm bát ti phu tăng gầm với cả mừng cả lành. Đấy, người nghe kỳ không? Cha lù ma cha lù cha lít ti ma cha lít ti bút ghi ma bút ghi xăm bát ti ma xăm bát ti phu tăng gầm với cả mừng cả lành, gọi đó là thần chú. Và trong đó xác nhận bằng Pali, bằng Pali, tiếng Pali xác nhận là đã có bao nhiêu triệu vị Phật đã tụng cái thần chú này. Vậy mà có người tin mới ghê. Tôi hỏi các vị, chú là sao? Chú là sao? Chú là xài cho cái người không có thần thông mà họ muốn làm cái chuyện không thể thực hiện bằng tay chân. Nha, không thể thực hiện bằng tay chân mà bản thân thì không có thần thông, thì chỉ có cái hạng này nè nó mới xài được thần chú. Chỉ còn chư Phật nè, cái chuyện đó các ngài biết cái chuyện nó có thể thực hiện được thì với phước báo và trí tuệ đó, các ngài đã thực hiện được. Chứ mắc cái gì mà phải đọc cái chú lên để thực hiện cái việc đó? Các vị nghĩ có vô lý không? Các vị nghĩ có vô lý không? Tức là nếu mà cái chuyện này là chuyện có thể thực hiện được thì chính cái phước nghiệp của chúng sinh nó đã cho cái chuyện đó thành tựu rồi. Còn nếu cái chuyện đó nó không thành tựu bây giờ mà chư Phật có ngồi đầy cái vũ trụ này cũng không giải quyết được, nếu cái chuyện là chuyện không thể thực hiện.
Còn nếu chuyện chỉ có thể thực hiện thì phước báo và trí tuệ của chư Phật thừa, thừa để làm chuyện đó. Mắc cái gì mà phải đọc cái thần chú đó lên? Mắc cái gì phải đọc cái thần chú? Mà còn ghi rõ là cái thần chú này được bao nhiêu triệu vị đọc. Và tôi nghe tôi hơi thắc mắc chỗ bao nhiêu triệu. Có nghĩa là mấy vị khác không biết đến thần chú này nên không đọc, hay là không thấy cần thiết cho nên không đọc. Mà nếu mà nói như vậy thì mấy triệu vị này có chuyện cần thiết phải đọc chú hay sao? Nghĩa là nghĩ kỹ lên kia, đọc để làm cái gì? Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ nè, ví dụ như ngài thấy cái chỗ đó thiên tai nhiều quá thì ngài xét đây là cái nghiệp chúng sanh là cứu không được. Còn ngài thấy rằng lần này cứu được, chỉ cần có một cái lời chú nguyện của ngài thì ngài cứ chỉ chú nguyện thôi, vạn sự an lành nha, xong. Chỉ cần phải đọc chú đọc tiếp lên chi. Thí dụ như mẹ ruột của ngài Sivali là bà Sipava sẽ, khi mà bà sanh khó đó, bà là Phật tử thuần thành đó, bà sanh khó thì chồng má bà vào với lễ Phật và thưa rằng bạch Thế Tôn, Sipava sa lúc này khổ lắm, đang khổ cực kỳ, thì Đức Phật ngài có nói một câu thế này: mong cho Sipava sa được an lành. Có một câu đó thôi, ngài chú nguyện như vậy đó, mong cho Sipava sa được an lành. Và ngay lúc đó là tại tư gia của Sipava sa, mẹ tròn con sanh con dễ như không có làm, như không có sanh vậy đó, dễ vậy đó. Rồi trường hợp thứ hai là khi mà vua Tịnh Phạn bị trọng bệnh mà sắp mất ý, thì lúc đó Đức Phật ngài lấy cái tay ngài để trán của vua, ngài chỉ chú nguyện là người xin như phụ vương được an lành đấy. Rồi ngài Anuruddha, ngài Ananda, ngài cũng sờ vào cái đầu gối của vua Tịnh Phạn, ngài chú nguyện xin cho thúc cho bá được an lành. Rồi ngày Rahula, ngày chỉ chạm bằng chân, ngày mong cho ông nội được an lành là xong. Chỉ mong vậy thôi chứ đâu có chú thêm gì đây. Này, nhớ cái đó. Thì tự nhiên mình cái viện này biệt đó, mà chỉ cần cái viện đó là do một bậc danh tăng mà trao truyền giải thích là mình mê và chết mình. Mà tại sao mình cũng nhậm lại. Mà tôi biết bữa nay là tôi đang chuẩn bị 2 chiếc xe 3 gác ở nhà tôi. Tôi đang chuẩn bị. Các vị còn nghe không? Con nghe sư. Còn nghe có bị đứt đoạn không? Không bị đứt đoạn, chỉ có khúc sư không có video thôi, vậy không sao ạ. Ok. Đấy. Thì tôi đang chuẩn bị xe để tôi hứng đá. Là các vị nghĩ sao? Cái chuyện như vậy mà các vị tin mới lạ. Mà các vị đừng có tưởng là tin như vậy là tốt cho đạo, tốt cho mình. No. Bởi vì cái chuyện đó mà các vị tin được là mai này nó có những cái chuyện khác còn quái gở hơn. Các vị tin là còn tan nát. Bây giờ mình tin được chuyện này sẽ tin được chuyện khác. Tin tôi đi. Hãy tin được cái vô lý này nó sẽ là cái trớn, là cái nền để tin vào chuyện khác nha. Cho nên đại cứu pháp là gì? Đại cứu pháp Đức Phật ngày dạy nó là dầu cho người ta có nói đó là nghe Phật nói hay là nghe một cái cá nhân, một cái tập thể trưởng lão danh tăng thạc học nào nói, thì làm ơn so sánh với kinh, đối chiếu với lực xem của nó tương ứng với kinh, nó có tương đồng với lực hay không. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà cứ thấy danh tăng mà mình tin ấy, đấy, thì tôi xin báo một cái tin vừa vui vừa buồn. Bên Miến Điện, Tích Lan và Thái Lan á, là tới 1 tỷ danh tăng á, báo cho biết. Đó là tin vui, nhưng mà tin buồn là rất nhiều vị trong đó họ có những cái tư kiến riêng. Mà cái mỗi vị mà phán cho một cái thì các vị nghĩ là các vị có đủ không không? Chắc chắn đã nói tư mà, tư là riêng, đã nói tư kiến mà, đâu phải là lời Phật, đúng không? Mà đã nói tư thì coi chừng cái kiến này nó choảng cái tư kia. Phạm Phú mà, chúng ta các vị còn nhớ câu này không? Mỹ nó có nói câu thế này, là the science is we, the art is I. Ông có nhớ câu này không? Khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là tôi. The science is we, mà the art is me. Có nghĩa là cái gì nó là nguyên tắc á, thì ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng mà cái gì nó thuộc về riêng tư á, thì nó là của cá nhân. À, cho nên nó mới dịch ra là khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là riêng tôi. Là sao? Ví dụ như bây giờ tất cả mọi người đều đồng ý là chiếc máy bay nó vận hành như vậy với những nguyên tắc vật lý như vậy đó. Cả thế giới, dầu Airbus hay là Airbus châu Âu hay là Boeing của Mỹ đều phải như vậy hết. Những nguyên tắc vật lý mà được ứng dụng cho xe hơi, dù nó là chiếc Rolls Royce hay là chiếc Ferrari hay là chiếc Hồng Kỳ của Trung Quốc, Hyundai của Đại Hàn, là chiếc Peugeot của Pháp ấy,
thì tất cả những nguyên lý đó nó cũng đều được ứng dụng giống nhau để cho chiếc xe nó vận hành, chiếc xe nó ra đời, không? Rồi nó cái tại sao nó hư thì cái lý do nó cũng gần giống nhau, cho nên cái cha mà kỹ sư xe hơi của mình nhật ông qua cháu qua Đức cho vẫn có thể sửa xe được là bởi vì tụi nó mấy chiếc xe đó nó vận hành giống nhau. Cho nên khoa học là chúng ta, nhưng mà nghệ thuật là riêng tôi, có nghĩa là sao? Ông Picasso, ông Salvador Dali, ông thấy cái đó là đẹp nhưng mà tôi không thấy thích, tôi không thấy đẹp. Mà nhất là bên đây có ông Paul Klee này, bên Đức có ông cha họa sĩ Paul Klee. Paul Klee. Bên thị sĩ ở Bern cũng có cái chỗ nguyên cái viện bảo tàng Paul Klee. Tôi nói tôi hiểu được, tôi chết liền, ông vẽ cái gì đó mà tôi nói bây giờ nó cứ một đứa con nít mà cộng với cha xe rượu cộng là ra Poli, cái tên một đứa con nít cộng với Poli bằng ông, một đứa con nít với cha xe rượu bằng Poli đấy, rồi chưa kể là bây giờ tôi có nhiều bức tôi thấy chỉ cần một con voi với một con khỉ có thể cộng được cũng ra Poli đấy, nó quạt vậy đó. Cho nên nó là riêng, mà nó là riêng thì sao, nó là cá nhân thì nó phải là riêng tư, mà riêng tư thì nó không có cái giá trị gọi là mỗi không gian, thời gian, thời điểm, môi trường, sự cố, sự kiện lúc nào nó đã là riêng mà. Có chỗ thì nó được nhìn nhận như thế này, chỗ được nhìn nhận như thế kia, nhớ nha, cho nó rất là quan trọng nha. Rồi. À, cho nên cái chuyện cẩn thận, cái chuyện mà mình tôi đặc biệt kêu gọi ở đây thông qua cái bài kinh này đó là chúng ta làm cái nùi dễ luôn chùa chân, ai cũng bỏ cũng chì xéo là nó dày vò chúng ta, cơ hội làm người rất là ít và cái thời gian mà để tu học ấy cũng không có nhiều, ấy thế mà chúng ta cứ đi hoang phí bằng những cái niềm tin rẻ tiền 3 xu 4 cắt 5 hào thì rất là ổn. Ai cứ nay tin người này mai tin người kia, và tôi đã nói chân lý nó có 2 cách tiếp cận. Một là mình đến với chân lý mình dựa và đi tìm những cái mình thích, và hai là mình đi tìm chân lý bởi vì mình nhìn thẳng vào cái nó lạ. Và có hai cách tìm đến chân lý: một là tìm đến cái mình thích, và hai là tìm đến cái bản chất của nó, bản chất như thật, nó lạ, nó như thế nào. Dầu mình không thích, miễn là đó là sự thật thì mình phải theo, còn dầu mình thích cái mấy mà nó sai sự thật thì phải xét lại. Cái này mình phải quay lại bài kinh Kalama. Bài kinh Kalama Đức Phật như vậy rất rõ là đừng có nhắm mắt mà tin vội những gì được truyền tụng, truyền khẩu, truyền thừa. Đấy, và đặc biệt đừng có vội tin những gì nó hợp với cái thị kiến, cái quan kiến, cái định kiến, cái thành kiến, cái biên kiến của mình. Đấy, cái việc gì mà nó vừa vặn với cái suy nghĩ của mình là mình phải cẩn thận, nó vừa với cái tầm của mình. Các vị nghĩ sao? Một cái người ít học với người học nhiều đó, cái nhận thức nó khác chứ. Cái người kiến thức nhiều, kiến thức ít thì nó khác chứ. Thì cái anh cha dốt nhà cũng có quyền định kiến, nhà cha cũng có những cái khuôn thước, cái mẫu mực để cho theo đuổi này, cho nương theo đó, cho đánh giá, cho nhận xét thực tại. Đấy. Mà cái anh cha có 8 bằng tiến sĩ thì cha cũng có cái khuôn thước riêng, cha có cái chuẩn mực riêng để cho theo đuổi. Như vậy thì cái nào đúng? Mà trong kinh ghi rất rõ. Sách trăm hiện ra được bây giờ. Chân lý không có hai, một chân lý chỉ có một thôi. Chân lý không có hai. Thí dụ như bây giờ hỏi là bài cái gì mà nó thuộc về là nguyên tắc thì mình sửa nó được, nếu có thể sửa được nó phải là nguyên tắc nha, sửa được nó mới là nguyên tắc. Nó là chân lý mà, cho nên nó giàu cho mình có thích hay không thích gì nữa thì mình thiên hạ muôn đời chỉ còn một cách để nhận nó thôi. Nhưng mà nó xui chỗ này, nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, hiểu lầm, nghe kỹ nha, có nhiều người hiểu lầm chỗ này nè. Chân lý chỉ có một, cho nên ấy, họ khi mà họ thấy cái gì đó là chân lý thì họ không có chịu sửa, bởi vì họ nghĩ chân lý chỉ có một đó, nó sai, nó bậy nghe được cái đó. Thay vì mình nghe nó là chân lý chỉ có một thì mình lại hiểu theo cái hướng khác, và đằng này họ nghe nói chân lý chỉ có một, thế là cái gì mà họ thấy nó là chân lý thì họ không có dám bỏ và cũng không muốn bỏ, vì họ nghĩ rằng bỏ nó thì cái gì ngoài ra cái biết họ cũng là sai hết. Mà cái mà họ chưa kịp kiểm chứng đó là cái biết họ đó phải là chân lý chưa, thì cái phần đó họ không thèm. Mà cái họ chỉ nhớ rằng cái gì có họ biết là cái chân lý đó cả, mà chân lý thì vốn không có hai, cái gì kinh nói mà ông sư cũng nói vậy mà. Đấy, cho nên hễ mà trẫm bỏ cái này là trẫm là đi sai rồi. Đây là cách hiểu lầm rất là nguy hiểm. Như cái này mấy hôm tôi có post trên Facebook,
Facebook cái hình mà anh chàng đó mà anh đẩy cái chiếc xe mà chở hàng đó. Thì hàng để anh đậu ấy, còn anh đẩy chiếc xe không. Rồi anh mới ghi ghi câu với là làm việc bằng tay chân, làm việc bằng óc thì tay chân nó đỡ vất vả, nên là cái bao nặng nó để đầu. Còn cái bao để đầu, anh hiểu cái câu mà làm việc bằng cái đầu á, à, làm việc bằng cái đầu anh hiểu thì nghĩa đen ấy, cái đầu tức là the head, à, the head, là cái đầu ấy, yeah, cái cost tiếng Đức ấy. Anh để cái món cái vật nặng lên cái đầu á, này để là cái đầu, đôi khi cái đầu đây là cái trí tuệ. À, cái đầu là bằng đầu óc ấy, đầu óc là trí tuệ, nghĩa là nghĩa bóng, mà anh hiểu cái đầu nghĩa đen. À, thế là chàng mới kia nguyên cái bịch to đùng nó để đầu, rồi cái xe để xe không, rồi chàng trả còn chú câu nữa là làm việc bằng đầu óc thì tay chân đỡ vất vả. Này, thì rất nhiều người đến với đạo Phật bằng cách hiểu như vậy đó. Có những người họ hiểu lạ lắm, ví dụ như họ hiểu là vô ngã là không có ai, à, mà không ai có nghĩa là không có gì, mà nếu không có ai vừa nobody mà vừa nothing, họ hiểu vậy đó, thì có nghĩa là ai làm ác và ai chịu quả khổ, ai làm thiện và ai hưởng quả lành đây. Họ hiểu, họ hoang mang như vậy đó. Mà cái sai căn bản là họ hiểu vô ngã là cái gì đó không chịu hiểu, họ cứ hiểu vô ngã là không ai và không gì, mà nếu không ai và không gì thì đâu có thiện ác vậy, mình thích là cứ chơi lúng luôn, phải không, chứ không có thiện ác gì hết, bởi vì không có ai mà không có gì mà. Ừ. Rồi thiện ác buồn vui nó đều là sanh diệt chớp nhoáng, à, không có đáng để mà mình thích hay là ghét, không đáng để mình bận tâm. Nói vậy thì mình cứ chơi lúng luôn, coi như thích gì làm đấy, sống cho vui, phải không, ăn là hiện tiền, đúng không? Ừ. Hiểu như vậy đó, và tự cho đó là chân lý cũng kẹt này, cũng kẹt nha. Cho nên tôi đánh một vòng để cho bà con thấy là nế là dầu đó là quan điểm của một cá nhân khả kính hay là của một tập thể khả kính, một tập thể lừng lẫy tiếng tăm đấy, thì nó cần phải được mình dò xét lại. Và cứ nhớ canh cánh bên lòng cái câu này: ta không có nhiều thời gian để mà làm con chuột bạch cho người khác thí nghiệm, ta không thể làm con chuột bạch cho những cái chủ trương, những học thuyết, những quan điểm, những lập trường, những chính sách, những chủ trương của ai đó, mình có thời gian nha, mà mình phải là bình tĩnh lại để đi đúng con đường mà chính mình đã có làm cái chuyện kiểm nghiệm. Đương nhiên cái chuyện ấy, chuyện kiểm nghiệm ấy có chính xác hay không là cũng tùy ở mỗi người, nhưng mà có là kiểm nghiệm thì có chết cũng không tích. Còn đằng này cứ cắm đầu cắm cổ mà tin ấy, là tới hồi mà chết nhăn răng thì nó nạt, à, tự giếng sâu anh nói sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn nó tiếc hoài sợi dây. Và Việt Nam có bài thơ về về cái giường, tôi đọc tôi thấm lắm. Một hôm anh đến ra nhà thấy mẹ nằm giống, thấy cha nằm giường, thấy em nằm đất, anh thương anh ra cả chợ mua giường tám thang, bốn góc thì anh bịch vàng, bốn chân bịch bạc, bắt tám thang chạm đồng, bây giờ giường phải bỏ không, em đi lấy chồng uổng phí công anh. Thấy người ta nằm bất thương ra chợ gác cái giường về bịch bạc bọc vàng cho đã, cuối cùng nó đi lấy chồng, không, bây giờ giường phải bỏ không, em đi lấy chồng uổng phí công anh. Phật tử mình như vậy đó đấy. À, khiêng một cái đạo về, khiêng một cái Nam tông Bắc tông về, khiêng một cái thần tượng đạo sư về đấy, gia công tô chuốt sơn sủa đánh bóng sáng loà không phức đấy, suốt mấy chục năm cuối đời mới nhận ra là bây giờ dường là bỏ không, em đi lấy chồng uổng phí công đức đấy. Ủa, lấy tưởng giếng sao nói sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây, theo đạo mấy chục năm đùng một cái nghe nó ung thư sợ bắn người lên, hoang mang nghi hoặc mấy chục năm, bị người ta xúi làm phước cúng dường, bị người ta xúi theo đuổi một cái pháp môn, trời ơi đất ơi, bây giờ trước cái già, trước cái bệnh, trước cái chết hoang mang sợ hãi không biết phải làm sao. Lúc đó kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không hỡi, giáo lý thì dốt đặc không biết gì, đi chùa thấy người ta bàn luận Phật pháp mà mình đơ cái mỏ ra, biết người ta nói cái gì, cầm cuốn kinh lên cực kỳ xa lạ, nhìn tủ đại tạng không một tí thân quen, nghĩ làm sao hả? Phật tu hành bao nhiêu kiếp, bao nhiêu khổ cực để là một cái di sản tuệ giác, mà cho tới bây giờ vào chùa mình chỉ làm được cái chuyện mà của một người không cần là Phật tử cũng làm được, đó là móc túi liệm ra cọc tiền hảo tâm từ thiện. Công sức của Đức Phật như vậy rồi mình cũng đầu tư mấy chục năm lạy Phật sáu tháng luôn, để rồi cuối cùng mình làm cái việc mà một người không cần là Phật tử cũng làm được, đó là chưa kể những tăng ni mất mấy chục năm để làm một cái việc mà cư sĩ họ họ hoàn toàn có thể làm được mà làm tốt hơn mình nữa đấy, uổng không, quá uổng, bởi vì chúng ta không có biết cái bốn cái đại cứu pháp, không biết cái bát đó Phật pháp, không biết, không biết mà kinh có làm mà, hoặc là biết mà biết cho vui rồi
để cho vui, chứ còn không có một lúc lúc mà động não uổng vậy đó. Nhớ nha, cho nên một cá nhân tiếng tâm cách mấy, một cái đoàn thể uy tín cách mấy, chẳng hạn như bây giờ Việt Nam có một nhóm mà tôi biết không nhỏ, không hề nhỏ, tức là chỉ cắm đầu lạy pa ao, nghe pa ao là cái thơm lừng, thấy pa ao là cái chói chang rực rỡ. Nhưng mà mình coi kỹ pa ao là ai, pa ao là thiền viện pa ao, hệ thống pa ao, hay là ngài pa ao sẽ do đó. Mà ngài pa ao có phải là toàn bộ tam tạng, có phải là toàn bộ Phật pháp, có phải là chư Phật thánh hiền là ba đời mười phương gom hết trong cái con người mà chục ký đó hay không? Tôi nhắc lại lần nữa nha, tôi cực kỳ cung kính ngài, nhưng mà tôi chỉ nhắc đến cái thái độ của một số người thờ ngài, thờ cái hệ thống pa ao, và có những người chỉ cắm đầu mà thờ cái hệ thống làng mai. Nhưng mà các vị coi kỹ, các vị hiểu được bao nhiêu mà thượng nhất hạnh? Các vị có chắc các vị hiểu không? Các vị có chắc không? Tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi. Đến cuối đời mà hòa thượng vẫn mặc cái áo bắt truyền. Đến cuối đời mà hòa thượng vẫn có những sinh hoạt rất là bắt truyền. Ấy vậy mà những gì hòa thượng nói thì cực kỳ là nguyên thủy. Chính hòa thượng đã xác nhận rằng một trong những vị giáo thọ của ngài là hòa thượng Ananda Maitreya, người Tịnh Lan, thọ 105 tuổi. Biết ai có biết chuyện đó không? Và cuối đời là ngài chỉ giảng kinh tiểu bộ thôi, Sotadipatha. Các vị có biết chuyện đó không? Và cái buổi cuối cùng mà ngài làm việc với chữ nghĩa, với sự tỉnh táo của một học giả, đó là ngài dịch lại cái Bát Nhã Tâm Kinh với một nội dung cực kỳ hiện đại và rất đổi nguyên thủy. Các vị có biết chuyện đó không? Đấy, không biết. Đấy. Cho nên các vị chỉ biết làng mai là dựa vào cái màu áo bắt truyền. Các vị dựa vào làng mai là thỉnh thoảng các vị có nghe nó tụng một ít kinh của bắt truyền. Đấy. Các vị dựa vào làng mai, vị thấy ở đó rất đông đảo tăng ni và Phật tử của bắt truyền ghé đến tu học. Đấy. Chứ các vị không có biết cái gốc riêng của Ôn Nhất Hạnh, các vị không biết. Đấy. Thế là số người đó làng mai chia ra thành 3-4 nhóm. Một cái nhóm là tiếp tục đi theo bắt truyền vì họ thấy hòa thượng là bắt truyền. Rồi có một nhóm là đến với hòa thượng thông qua cái khía cạnh nam truyền. Và có một số đến hòa thượng và thông qua cái cạnh hiện đại hóa Phật giáo. Một cái Phật giáo có cái mùi phô mát và sô-cô-la. Đấy, họ chỉ biết cái đó. Nhưng mà thật ra hòa thượng là tất cả. Hòa thượng Nhất Hạnh là tất cả những cái đó. Vừa nam vừa bắt truyền thống mà lại cũng vừa có cái hơi hướng cái phản phất ván vất của cái hiện đại đó, nhu cầu của thời đại mà. Đấy. Nhưng mà chúng ta không để ý cái gì đó, chúng ta đến với hòa thượng chỉ qua một cái góc cạnh mà mình cảm thấy vừa ý. Đấy. Đấy. Chết. Đấy. Đó là điên kiến, đó là điên kiến ở trong đó, đó chỉ là một cái góc, một cái lề, một cái viền ngoài, nó phải là cái toàn diện, nó chỉ là một phần của tảng băng sơn. Đấy. Nhớ nha, đó. Đó gọi là bốn cái đại cứu pháp của kinh tạng, còn bốn cái đại cứu pháp của luật tạng là sao? Tức là trong cái cuộc sống và hành động của một tăng ni nói riêng và của người tin Phật gồm cả Phật tử nói chung này, thì là bốn cái gọi là Mahapadi sát của tạng luật ấy, là như thế này. Bốn thì cũng thể gồm hai, bốn cái đại cứu pháp của tạng kinh, bốn mình gồm hai, bên tạng luật mình cũng gồm hai, bốn cũng gồm hai là sao? Là có những cái điều mà Đức Thế Tôn chưa có cấm, không? Nhưng mà mình xét lại mình thấy có điều đó có thuận đời thuận đạo hay không. Đấy, ngài chưa có cấm nha, cũng có cấm. Nhưng mà mình xét lại nếu mà cái chuyện đó ngài chưa có cấm nhưng mà đó là cái chuyện không nên làm, thì xét theo quan điểm đời, quan điểm đạo đức, quan điểm kinh điển, dù ngài chưa có cấm nhưng mà mình thấy cái chuyện đó nó không hợp với đời, không hợp với đạo, không làm. Còn cái chuyện đó ngài không có cấm nhưng mà mình thấy nó cũng ok. Ví dụ như ngày như cái chuyện đi xe cộ, đi máy bay, sử dụng một vài phương tiện thời đại thì mình thấy ngày không có cấm, đúng. Nhưng mà mình thấy chỉ đâu nếu mình thấy nó cũng không đến nỗi bậy bạ về đời về đạo thì ok. Đấy, vậy thì trong cái chuyện ngày chưa cấm ấy, thì cũng có hai trường hợp là nên và không nên. Rồi cái hai trường hợp nữa đó là trong những cái chuyện ngày chưa có cho phép, mình cũng xét đến hai trường hợp. Tuy ngày chưa cho phép nhưng đấy, mình coi cái nào mà ok thì mình ok đời, ok đạo, xét định quan điểm xã hội, đạo đức, luân lý, tôn giáo, đạo học và kinh điển, mình thấy nó ok thì mình làm. Còn ngày chưa cho phép thì mình thấy cái chuyện đó nó không có nên thì mình không nên làm. Vậy thì tổng chi lại có bốn điều, hai cái điều ngày chưa cho và hai điều ngày chưa cấm, thì mình gom lại còn cái hai thôi. Tức là bất cứ cái gì, chuyện gì mà ngày chưa cho hoặc chưa cấm mà mình xét thấy nó không nên thì mình không làm.
Còn cái điều gì ngài chưa cấm, chưa cho phép, nhưng mà mình xác thấy nó ok thì mình làm. Đấy. Tổng cộng là bốn cái nền tảng hành động của một người tu Phật. Đấy. Chứ còn cái tới ngày cái hỏi sư, sư trong lực có nói cái đó không, sư 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 có lực cái đó, có lực có cấm cái đó không sư, thì nó mệt lắm. Không, đúng, đương nhiên, hiển nhiên, cố nhiên, mặc nhiên, tăng ni phải học luật, đúng. Nhưng mà luật chỉ ni chỉ có 311 mà tăng chỉ 227, xây dựng 105, cư sĩ 10 hoặc 8 hoặc 5 không đủ, không có đủ. Nó còn vô vàng những chuyện khác nữa. Mà cái đi hỏi hoài sao? Thế là bèn quay lại cái khuôn thước của bốn đại cử pháp luật tạng. Đây. Thì cứ đọc những nít vậy đó. Điều gì Thế Tôn chưa cho phép, điều gì Thế Tôn chưa có cấm. À, chưa cấm và chưa cho. Mà xét thấy nên thuận đời thuận đạo thì làm, điều gì Thế Tôn chưa cấm chưa cho nhưng mà xét ra không thuận đời thuận đạo thì không không làm, nhớ như vậy thôi. Đó gọi là bốn cứ pháp của luật luật tạng. Còn bốn cứ pháp của kinh tạng là đừng vinh vào cái lời dạy mà mình cho rằng của Thế Tôn, đừng vinh vào đó là quan điểm của một cá nhân khải kính, đừng vinh vào cái chuyện mà đó là quan điểm của một tập thể trưởng lão nổi tiếng hay là của một tăng đoàn, tăng hội, tăng chúng lớn đông đảo, rồi thì mình bèn nhắm mắt tin theo. Thì đó là bốn đại cứ pháp của kinh tạng, không vì cá nhân hay đoàn thể khả kính hay tiếng tâm, mà tất cả đều phải y cứ trên kinh điển. Còn nếu mà kinh điển mình cũng không tin luôn thì mình phải tự xét lại, thấy không, ở trong kinh điển cái gì tin được. Nếu mình không thấy toàn bộ tâm tạng là khuôn vàng thước ngọc thì ít ra mình cũng phải có một vài cái tiêu chuẩn căn bản nào đó chứ. Này, mà nếu các vị hỏi cái gì là căn bản hay sư, dạ, đó là những lớp giáo lý mà mấy ông thầy hướng dẫn. Hai là chẳng hạn như ở đây chúng tôi mỗi tuần có hai cái buổi mà lớp intensive, tôi cho đó là những cái mà khung thước mà từ góc độ chủ quan của tôi, chứ tôi không hề bắt người ta thấy đó là cái còn phải học nha, có nhưng mà trong cái quan điểm của tôi chủ quan gạch dưới bằng mực đỏ thì tôi thấy đó là những cái phải học. Nhưng mà dĩ nhiên tôi không có mở rộng rãi là bởi vì cái lớp intensive ấy, nó đòi các vị phải có cái căn bản giáo lý. Thì như cũng từng học A Tỳ Đà biết rõ tâm tâm sở sắc pháp, biết rõ 37 bồ đề phận là cái gì, biết rõ 10 triền 5 triền là cái gì, tứ thủ tứ phược tứ phổ tứ tánh là cái gì, phải biết cái đó. Rồi học sơ sơ và lộ tâm lộ sắc người cõi nó là cái gì, biết sơ sơ thì chỉ là 40 thì một là gì, 38 thì một thiền quán là cái gì. Đó, biết sơ sơ cái đó thì mới vô đây học được. Chứ còn đằng này là biết hết bữa học, ví dụ vấn đáp chủ nhật mình trải cái lòng mình ra, mình mong là giúp bà con có một cái nhìn về đạo, mà trời ơi, nó vô ra hội này, tam quan ngũ đế ba sàm ba đế gì đó, nó uổng mất thời gian quá. Tự nhiên mà có lộn loại lộn này người đi vui lắm, tự nhiên cái là đi căn cầu cầm cái tờ báo thấy người giữ gì ngộ ngộ chạy rung hội. À, đã vậy đó, mình nghe cái mùi mình biết, nghe cái câu hỏi gọi là cái câu hỏi cắn hột dưa, lấy chừng đá đá bàn thấy có cung kinh văng ra cái trang 16 trong đó có cái chữ hữu phần, bật cái máy nhậu sư hữu phần là gì, nó có lỗi nó nhiều lắm, 1 tỷ cho tới 1,5 tỷ thôi. Cuối cùng tôi buồn thấy nản quá, tôi cũng già rồi, già 50 đối với một số người chưa già, nhưng mà con số người 50 nó là bằng 90 rồi, lũ phủ ngũ tạng nó nát bét, nó thanh bành rồi. Giờ tôi dưỡng già tôi chờ chết mà, đó là nói thiệt. Kalama mà sau khi mà đi vào hoạt động mà cứng cáp này, thì cứ từ từ chúng tôi rút từ từ để coi ví dụ như mỗi khóa tu cho bà con ai có thể đứng ra quán xuyến cái chuyện ăn ở ghi danh ha. Rồi trường hợp những cái bất trắc đột xuất như bệnh hoạn cấp cứu phải giải quyết, nếu mà có người họ lo hết họ biết hết. Hồi đầu tôi cũng có làm gì đâu mà tôi phải nhìn, sau này tôi không thèm nhìn nữa, tôi thấy nó ổn định thôi. Mà cái mà tôi mong đó là Kalama là chốn về cho những người buổi đầu sơ cơ, nhưng mà về lâu về dài khi mà bà con vững rồi, bà con tung cánh chim đi về bất cứ phương trời nào, thông chi rất đẹp ngang, thông chi hay ho ngang, mô cốc ngang, rồi dòng thiền một cốc chỗ mà trung tâm đá ruby, rồi in lê nghe trời đẹp nó mát lắm. Thì buổi đầu mình về Kalama làm sao này mình thấy vững rồi đó, thì mình cơm đùm cháo nắm mình kéo nha, đi lên đi trôi gạt cũng vui. Vậy hiện nay bên Paris có một vị hòa thượng Nam Tông mình, thì ngài cũng thông báo nhập thất 3 năm, mà năm nay như năm thứ 2 nè, nhập thất đúng nghĩa đó, cửa chùa khóa lại là cái ổ khóa xét luôn và phone viết gì đó tắt hết. Đấy. Thực phẩm là do một hai người chỉ có
thăm nuôi hỗ trợ như kiểu thăm tử tù vậy đó. Đó, đó mới đúng là nhập thất. Còn cái kiểu mà nhập thất mà gì đâu mà cứ alo xuống gà chat, con ơi con thầy đang nhập nghe con, thất có thể dột nghe con nữa, cái đó chưa nhập thất, nó chưa chưa nó chưa nhập thất, cái đó là về trung tâm nội thất chứ chưa phải nhập thất. Nhập thất là cái gì là trời có sập là những không ra khỏi thất mới là nhập. Thứ hai là nhập không có la làng, chỉ có nội bộ biết thôi. Đấy. Và thứ ba khi ra cũng có la làng. Đấy. Và cái thứ tư khi nhập xong rồi mình ra là mình phải là thủ khẩu như mình, im lặng như nghiêu sò ống hến, hải sản bậc một. Chứ còn mà mình ra làm la ông sư bắt nhá thì nó phải nhập thất. Đấy, đó là luyện công đúng cửa, là bế quan luyện công chứ không phải là nhập thất. Đấy. Thì cái vị này nói một câu rất là hay, nhập thất để chờ chết, đúng. Mình tung tăng rồi mình lấy danh nghĩa hoằng pháp Phật sự rồi mấy cái từ đó nghe nó buồn nôn lắm. Đấy. Những cái lúc cái chữ hoằng pháp với Phật sự là của thánh thôi, nói chứ còn phàm mình toàn là giây phút dễ vui bậc một. Cái gọi là từ thiện, là xã hội, là hoằng pháp, là Phật sự, là cái giai đoạn dễ vui bậc một. Đấy, dễ vui bậc một. Đấy, nhớ cấp một ấy, dễ vui hạng nhất ấy. Thì những cái điều này nghe nó lạc đề nhưng mà nó là cái bổ, nó là cái hỗ trợ với đề tài tôi đang nói. Có nghĩa là đừng có bị ám ảnh bởi những từ ngữ, những khái niệm đấy, lòe loẹt màu mè, đừng có tô hồng chút lục cho những cái đó, những cái khái niệm và từ ngữ đấy. Rồi để rồi từ đó mà chúng ta cứ là chìm lúng vô trong cái chuyện tào lao mà mình thấy nó hay. Mà tại sao nó hay là bởi vì chúng ta gắn ra tên gọi và khái niệm mà nội dung cũng có đấy, nhớ cái đó nha. Từ hôm nay tôi chốt lại là đến với Phật pháp phải có cái gan, phải có cái gan. Cái gan thứ nhất là dám từ bỏ cái riêng tư của mình, thích thì ghét, phải có cái gan. Đấy. Cái điều đó nó hợp với quan điểm của tôi nhưng mà không, nó có đúng hay sai cái đó. Bây giờ phải có cái gan đi đến với cái đúng cái sai chứ còn không có cái chuyện mà thích thì ghét. Cái gan thứ hai đó là gan đối với mình á, từ bỏ cái thích ghét của bản thân. Thứ hai là có cái gan nhìn ra ngoài, dám từ bỏ thần tượng. Đấy, dám từ bỏ thần tượng, dám thử thách thần tượng, dám gọi là dò xét và kiểm chứng thần tượng. Đấy. Còn đằng này hai chuyện đó mình dám làm. Một là bản thân mình cứ ôm chặt cái gì mình thích mình ghét, lấy nó làm thước đo vũ trụ. Hai là nghe nó tính thần tượng là rung bắn lên vãi cả quỳnh, không dám nhận xét, không dám đánh giá như gì hết, bởi vì trụ sư phụ mà trụ khải kính trụ, người ta tiến tâm lừng lẫy gì sao người ta sai được, rồi chưa kể cả một rừng người đang đi theo không thể sai hết. Đấy. Đó, không có khả năng gọi là xét lại thần tượng này, nhớ nha. Ok, đủ một tiếng rồi, chúc các vị một ngày ngày vui. Chưa mới 45 phút à, mới 45 phút thôi. Nhưng mà đủ rồi, đừng nghe nhiều những gì áo ý. Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau chủ nhật tuần sau. Dạ. Dạ con kính chúc sư nhiều sức khỏe.